Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Điện tử Thái Thắng. Hôm nay chúng ta sẽ cùng mở hộp một chiếc đèn pin có khả năng chống nước tuyệt đối, chuyên dụng cho thợ lặn và chuyên nghiệp. Và đây là sản phẩm của chúng tôi. Đèn pin mang thương hiệu Chapfire. Với chiếc đèn pin này thì chúng ta có thể sử dụng cho tất cả các trường hợp lặn, như lặn ở biển này, lặn ở sông hồ để khám phá này, du lịch hay là tìm kiếm cứu nạn và nhiều mục đích khác nữa. Chúng ta cùng bắt đầu mở hộp chiếc đèn pin Chapfire DF006. Đây, chúng ta có thể thấy đây chiếc đèn pin của chúng ta, Chapfire DF006. Có thêm một cái quả pin. Quả pin này là 18650, có dung lượng 2600mAh. Và một chiếc sạc. Đây là sạc đôi bạn nha. Bạn có thể mua thêm một viên pin dự phòng. Còn đây là các sách hướng dẫn sử dụng. Sách hướng dẫn sử dụng có hai thứ tiếng, tiếng Anh và tiếng Trung. Đây là các gioăng cao su đi kèm. Chúng ta có thể thay thế nếu mà như gioăng cao su bị đứt. Đây các bạn có thể thấy, đây là gioăng cao su. Sản phẩm thương hiệu Chapfire. Tất cả được bọc trong một miếng xốp rất là êm và chắc chắn. Đèn pin Chapfire DF006 là sản phẩm được thiết kế theo tiêu chuẩn IPX8. Tiêu chuẩn này thì dành cho những người chuyên làm nhiệm vụ ở dưới nước. DF006 thì có thể chịu được áp lực ở độ sâu tới 100m. Với vỏ hợp kim nhôm siêu bền thì đèn pin DF006 có thể chống chịu va đập cực tốt, và đèn cũng chống chịu được ăn mòn trong trường hợp bạn đi lặn biển. Đây, chúng ta có thể nhìn thấy cái vỏ. Chúng ta có thể nhìn thấy cái vỏ đèn và cái tấm kính ở trên này rất là dày để có thể chịu được áp lực tới 100m. Bạn có nhìn thấy 4 chiếc đinh ghim trên cái phần kính nào không nhỉ? Theo các bạn thì 4 cái đinh ghim này sẽ có tác dụng gì? Thì trong cái trường hợp như là bạn bị chẳng may ô tô bị rơi xuống nước và lúc đấy bạn không có cách nào mở được cửa, thì bạn có thể dùng cái đèn pin này gõ 4 chiếc đinh ghim thẳng vào cửa kính thì cửa kính sẽ vỡ. Tương tự thì trong cái trường hợp cứu hộ cứu nạn, bạn cần phải cứu người đang ở trong mô tô, thì bạn có thể lấy cái đèn này đập vỡ cửa kính. Với chiếc đèn chắc chắn này thì bạn cũng có thể dùng để tiêu diệt các quái vật ở dưới nước, giải cứu thế giới. Đèn pin lặn Chapfire DF006 được trang bị một bóng LED Crew XML-L2T6 cho độ sáng lên tới 650 lumen và có một thỏi pin 18650 dung lượng tới 2600mAh.
cho thời gian chiếu sáng lên tới hơn 4 giờ. Như vậy là bạn không phải lo công việc thám hiểm hay tìm kiếm dưới nước của mình bị ngắt quãng bởi hết pin. Đèn Jetfire DF006 được thiết kế để dành riêng cho hoạt động trong môi trường nước, lên hình dáng bên ngoài có phần gọn gàng hơn do không có các cái khe tản nhiệt, bởi vì ở dưới nước thì không cần thiết phải tản nhiệt. Và bạn có thể thấy cái nút bấm trên này, nút bấm này thì dễ dàng cho các thợ lặn sử dụng một tay, có thể điều chỉnh đèn một cách dễ dàng. Nào bây giờ chúng ta tiến hành cùng lắp pin cho đèn. Và các bạn cho cực âm vào bên trong. Các bạn thấy, có thể thấy gioăng, các lớp gioăng rất là nhiều, gioăng cao su để có thể chống nước ở tới 100 m. Các bạn có thể thấy bây giờ đang là trời sáng nhưng mà đèn vẫn rất là sáng. Tuy nhiên đèn chỉ có một chế độ sáng. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần thú vị nhất của buổi giới thiệu sản phẩm ngày hôm nay, đó là thí nghiệm nhúng đèn pin vào trong nước. Đây các bạn có thể nhìn thấy nước bắt đầu action. Các bạn có thể nhìn thấy tôi đang nhúng vào nước mà nó không có hề hấn gì cả. Bây giờ tôi sẽ thử tắt. Bật tắt ở trên thân đèn vẫn không sao. Rất tiếc là ở đây không có tấm kính nào để cho mình thử nghiệm khả năng đập kính. Bạn nào có thì có thể cho mình mượn nhỉ. Hơi 500 anh em yêu thích sự mạo hiểm, yêu thích lặn biển hay là một thợ lặn chuyên nghiệp, còn chần chờ gì nữa mà không gọi đến hai số điện thoại hotline đang hiện trên màn hình: 0974444097 hay là 0912245244. Hoặc các bạn có thể vào các trang web của Điện tử Thái Thắng để được tư vấn nhiệt tình và đặt hàng ở trên đó. Các trang điện tử Thái Thắng.com, đenpinnet.net hay ống nhòm.net. Nếu bạn ở xa thì chúng tôi có thể gửi sản phẩm tận nơi, tận nhà và thu tiền tại nơi trên toàn quốc. Buổi giới thiệu sản phẩm đèn pin siêu chống nước Jetfire DF006 của chúng tôi đến đây là kết thúc. Các bạn nhớ nhấn thích và đăng ký kênh Điện tử Thái Thắng để nhận được thông báo về các sản phẩm độc đáo hơn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.